À, đây nha mọi người, đây là, à, đây ốc hương nha, à, bắt được trên cây luôn nè mọi người. Mọi người ơi, mọi người. À, mọi người thấy con ốc nó khác nè, thấy không? Mọi người. À, cái vành vỏ nó khác. Mọi người đừng có tưởng ba mình đi rồi. Mang đi mua rồi ba mình thả nha. Con này ốc me rồi. Đó, đây giờ ốc me cũng cho nên nó cũng đeo theo cây luôn nha mọi người. Nhưng mà con ốc me là mình bắt ra là cái thịt nó rất là dày, nó không sụp vô. Nhưng mà con ốc hương cũng trên bờ là mình nó lại sụp vô nha. Đó. À, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ với lại mấy đứa con mình đi ra quầy rẫy bắt ốc hương trên trên cây nha mọi người. Ốc này ăn rất là ngon và một con nếu trị giá có nhiều người trên mạng đang mua là một con 70 ngàn á. Nay mình mấy đứa con mình sẽ đi ra vườn trải nghiệm bắt ốc hương trên cây nha. Rồi mọi người theo mình nha. Đó. Đó, con mình bắt được một con trên cây mọi người. Đây, bỏ vô rổ đây. Đây. Đó, từ từ. Đó, mọi người thấy không? Ốc này ốc hương nha, phải ốc me nha mọi người. Rồi nữa mình bắt ốc me mình sẽ so với nhau cho mọi người xem nha. À, con đây là ốc me nha mọi người. Đây là ốc me nè. Ốc me luôn. À, ốc me cái vỏ nó khác rồi, ốc hương nó khác nha. Ba con phát hiện ở trên kia có một con. Rồi. Có một con ốc. Đây trên đây đây. À. Đây nha mọi người. Đây là, à, đây ốc hương nha. À, bắt được trên cây luôn nè mọi người. Mọi người ơi, mọi người. À, mọi người thấy con ốc nó khác nè, thấy không? À, cái vành vỏ nó khác. Mọi người đừng có tưởng ba mình đi rồi. Mang đi mua rồi ba mình thả nha. Con này ốc me rồi. Đó, đây giờ ốc me cũng cho nên nó cũng đeo theo cây luôn nha mọi người. Nhưng mà con ốc me là mình bắt ra là cái thịt nó rất là dày, nó không sụp vô. Nhưng mà con ốc hương cũng trên bờ là mình nó lại sụp vô nha. Đó. Rồi, mình mới phát hiện thêm một con nữa nha mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy không? Con ốc này là nó sụp vô nè, nó rất là nước rất nhiều, nó như ốc hương vậy đó. 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 Mấy con này là mọi người nhớ bắt lên là nó sẽ thụt vô như vậy nha mọi người. Đó. Đó, đây gọi là ốc hương trên bờ nha. Còn nếu mấy cái con là ốc me thì nó mình bắt ra là nó thịt nó lòi ra. Con này lòi lắm. Rồi mọi người, mình mới phát hiện một con nó nằm ngay cái cây mai nha mọi người. Đây, ngay nhánh mai đây. Đó. Đó, đây thêm một con nữa nha. Đu ngay lé mai nè. Không biết sao ở mùa mưa này rất là nhiều mọi người, giống như là ở các nơi ở Đồng Nai là coi như là các nơi định quán rồi là ta, thường lên núi người ta bắt là ốc ta gọi là ốc núi đó mọi người. Còn đây mình gọi là ốc hương núi nha. Đây ốc hương núi, ốc này rất là hiếm. Rồi mình mới phát hiện một con đó nha mọi người. Đây. Nó nằm dưới cái nhánh bông này. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Nó ốc me thì nó sẽ lòi thịt ra, còn ốc này nó sẽ thụt vô nha. Đó, mình quay gần điều mọi người nhìn thấy kêu là ốc sên nhưng không phải đâu, nó là ốc hương trên bờ đó. Tình cờ mình mới phát hiện đây có nhiều người nói ăn rất là ngon mọi người. Cho nên mình bắt mình sẽ ăn rồi review cho mọi người xem nha. Rồi bắt đầu giờ mình sẽ đi tìm trong vườn nha mọi người. Đây vườn đây là nhà vợ của mình nha. Đó. Và, cây cối trồng bông que rất là nhiều nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay review chia sẻ cho mọi người xem nha. Rất đẹp như thế này. Đó. Ở khu vực này hồi trước là giờ trồng sứ tiêu, nhưng đây là trồng mà chuyển qua trồng chuối cái mô nha mọi người. Chuối cái mô mà gọi là chuối về là chuối về hương đó. Đó. Đó, vườn rẫy cây cối rất nhiều, đây là đa số là trồng mấy cây mai chơi cảnh rồi nè. Rồi giờ mình đi tìm tiếp nha. Rồi vợ mình mới phát hiện một con ốc nữa nha mọi người. Đó. Đây, nó nằm trong cái dàn bông ngay hàng rào nè. Đó, ngay gốc cây nè. Rồi mình sẽ thọc tay vô mình bắt nó nha. Đó, được một con đó nha mọi người. Đó, thấy không? Mọi người bắt vô nó sẽ thụt vô nha. Còn cũng có con tương tự nhỏ gì nhưng mà nó màu đen gọi ốc me nha. Ốc này là mình ốc hương nữa mà mình quay mình bắt hết mình quay cho mọi người xem.
Rồi lại tiếp tục một con nữa nha mọi người. Đây, thêm một con nữa. Đây, cũng nằm trên cái hàng rào luôn nha mọi người. Đó, đây là thêm con nữa, hai con. Đó. Trời ơi, giờ mình đang phát hiện một ổ nó nằm gần sát bên rất là nhiều nha mọi người. Đây đây đây, một con đang bò, mình sẽ bắt nó cho mọi người xem. Ú, trời. Đây, đó đó. Rất nhiều nha mọi người. Đây đây, đây một chùm hai con luôn nha mọi người. Đấy. Ú, hai con luôn, sát bên luôn mọi người. Trời ơi, ba con luôn. Nhiều luôn, mình vô tình phát hiện là một ổ. Cái loại ốc này là nó thích nằm trên cây nha mọi người. Còn ốc me, ốc me là nó nằm ở dưới. Mà ốc này nó nằm trên cây nha. Đây, mình mới quen chỗ ngay cái hàng rào không là là được 5 con rồi mọi người, 6 con luôn. Đó, giờ tiếp tục mình đi tìm tiếp nha. Rồi, tiếp tục mình mới phát hiện trên một cái thân cây là có 2 con. À, 2 con này mọi người. Đây, mình sẽ bắt được 2 con nữa nè. Vậy ở trên đây tình cờ ở dưới đi lên thì cũng thêm một con nữa nha mọi người. Đó, thấy không? Thành quả của mình ở đây là cũng bội thu mọi người. Đó, như đây là do là món làm ốc hương cháy tỏi đó. Ừ, trong khi cũng có mấy con nữa nha mọi người. Đó, bây giờ mình đi vô nha. Trên cái cây mai này nó có sâu nhiều nha. Mình đi mình đi né tí. Nó ngứa mọi người. Đó. Đây, một con nó nằm trên cái trụ bê tông này. Đây. Đấy, mọi người ha. Quá nhiều quá trời luôn. Đây chỉ ở miền quê có rẫy rừng cây cối nó mới có nha. Mùa mưa nha mọi người. Rồi, tiếp theo mình phát hiện một con nó không phải nha mọi người. Nhầm rồi. Con này là ốc me nha mọi người, gọi là ốc sên nha. Đó, mọi người thấy không? Thịt nó rất là dày và to. Còn ốc hương trên cây trên bờ là nó rất là nhờ, không, nó không có thịt gì đâu nhiều đâu. Đó, con này cũng nằm trên cây nhưng mà không phải nha, mình nhầm nha mọi người. Đó. Rồi giờ mình đi dạo thêm một vòng nữa, tình cờ cái cây to nha. Đây, cái cây to này cũng có một con nha mọi người. Đó. Đó. Bắt được một con nữa. Ồ, trên cái cây bên hông này cũng có một con mọi người. Đây, đó, mọi người thấy không? Đấy, ốc me này nó rất đầy thịt, nhưng mà ốc này là ốc hương này là không có đầy thịt nha. Đó, nó thụt vô nha mọi người. Đây, đây một con nữa. Đây, con này nó bò, đang bò. Đó. Ok luôn nha mọi người. Ốc này là 30.000 con đó mọi người. Ít có mà hiếm có người mua đó. Rồi mình mới phát hiện thêm một con nha mọi người. Đấy. Nè, bò trên cũng trên hàng rào nè. Bò trên nó cái bông rất nhiều nha. Đây nó bò trên bông nó rất nhiều. Rồi giờ mình đi tới đây hình như phát hiện một con nữa. Rồi, nó nằm trong kẽ nè mọi người, trong góc. Thêm một con nữa nha. À. Hai con nha mọi người, thêm được hai con nữa. Giờ mình đi tìm tiếp nha. Đấy, con mình mới phát hiện được một con nha mọi người. Đó, rồi sắp bắt đây. Đâu, bắt đây quay cho mọi người xem rồi. Nước quá đi. Ừ, đúng rồi. Đúng ốc hương rồi. Rồi, mình phát hiện một con nữa nha mọi người, nằm trên cao nè. Ý chà, trời mọi người thấy không, thịt không à. Đấy, nó như ốc hương, thịt không à mọi người. Đây, giờ mình đi tìm nữa nha. Đó, đây, mình đang tìm một cái xung quanh hàng rào nữa mọi người. Đây, rào ở nhà nè. Bông que rồi nè mọi người. Đó. Đường thế này. Đây, đây là trong đây là cây cối trồng rẫy rừng nha mọi người, nhiều lắm. Rồi, mới phát hiện ra một con nha mọi người. Ồ, cái này là cây này to mà có một con là nó núp đây. Đấy. Đấy mọi người, đấy, mọi người thấy không? Ốc này là rất đẹp á, nó thụt vô trong luôn nè, thịt nó không. Vườn này là vườn hoa rất là nhiều nha mọi người. Đây, ở nhà là vườn này đứa em trai là trồng hoa nhiều. Bên này cũng cây sầu riêng cũng có hai ba con đó mọi người. Ơi dạ. Đây,
quá trời luôn. Nó mua thằng cây rất nhiều mà ốc này nó đu trên cây thôi. Đó, ngày mình sẵn tiện sát bên là mình quay cho mọi người mấy cây bơ nha. Đây cây bơ đây là cái cây cao á. Cây cao là xong rồi nó gió thổi nghiêng á mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đứng dưới đất mà bơ lòng thòng thòng xuống rồi. Đây. Đây này, đó. Mọi người không? Em rẫy rồi cây bơ là mình nói chung là ở trong thành phố thì thèm chứ còn những dân ở quê thì rụng đầy mọi người, ít người ăn lắm. Nhiều quá ăn không nổi nên ăn thiết ớt á mọi người. Rồi từ xe cái cây to này mình cũng phát hiện được tầm 3-4 con nha mọi người. Ừ, vừa đi tới mà cây ngay gốc tiêu này cũng có một cây một con nè. Ừ, kiến nha mọi người, kiến quá. Kiến đỏ, bây giờ mình bắt tranh thủ bắt nhanh nha mọi người. Để mình bắt nhanh. Rồi mình chạy ra mọi người ơi. Ủa kiến rồi nhanh lên. Y chà, kiến cắn mọi người ơi. Đó mọi người, đây thành quả của mình nè. Đây, mình bắt cái nãy giờ chắc cũng được tầm ba lạng mọi người. Ba bốn lạng á, tại ốc này nó không ngậm nước nên nó nhẹ hơn ốc phương nha. Đó. Rồi nữa là mình vô mình chế tỏi ra, mọi người thấy ốc nè, nó bò y chang ốc phương nè mọi người. Thấy chưa? Đó, con này đang bò nè. Không thấy ốc phương là mình bắt cho mọi người xem nè. Đó, thịt không, trắng trơn luôn đó. Mọi người thấy ốc không? Đây giờ tí nữa là mình sẽ rửa sạch rồi mình sơ chế là mình vô mình cháy tỏi mình ăn review với mọi người xem nha. Đó mọi người, ốc hương trên bờ mình cháy tỏi rồi nha mọi người. Đó. Rồi nó giờ mình ăn review cho mọi người xem nha. Đây. Giờ nhà gia đình ăn gà rô ti với lại bò nữa đó. Đây. Giờ mình ăn review cho mọi người xem ốc hương trên bờ này ăn á. Mời mọi người ăn con ốc hương trên bờ nha. Ngon rồi. Con này thịt nó nằm lúc trong rồi. Rồi múc một cái rồi bắt đầu mới đưa cái lon lên nữa chứ. Quay quay với nội nội đó. Ăn luôn á. Đây. Đây còn đây nó có thịt nè. Đó. Nóng quá mọi người. Đâu. Rồi mình làm nguyên con nha mọi người. Mà mười nhá. 30.000 con. Đó được làm con luôn quay luôn. Ngon mọi người. Thơm mà ngọt như ốc hương trên bờ dưới biển nha. Ốc này là 30.000 con mà không có tiền mua nha. Có tiền mà không có mua không có ốc để bán nha. Giờ mình ăn một con, giờ mình quay cho gia đình nè. Anh chị em gia đình nè. Đây mấy đứa cháu rồi. Đi đâu? Hả? Anh móc chứ tội chứ. Ở trong á. Có con nổi là mình bẻ đây. Không lấy con đâu hả? Lấy con này nè, được nè. Con có con có thịt. Sao con này còn có đâu? Nó thục. Nó thục ở trong á. Không để lấy thục ở trong á. Lấy năm nút đó có thầy con đâu đó. Phải ốc hương mày hay ốc má nữa. Ốc hương trên bờ á. Rồi mà. Hay là làm ai ăn mẹ đâu rồi? Không, nó thùng ở trong á, nãy em cậy ra thịt không á. Đó, thịt không á, ăn đu luôn mà. À, nó muốt ở trong á. Rồi, ăn móc mày. Sao? Giòn giòn ngon. À, nó móc mày. Hả? Thịt quá. Ngon mà như con cái. Ít thịt hả? À, sâu quá. Ở ngoài ngon hơn. Ở ngoài bọn mẹ múc còn ngon hơn. Cả buổi sáng bốn người như đó có đường nước con đó. Nước mắm đâu ngon hơn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp video tiếp theo. Mọi người xem hay cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Bye.